Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trên 4.300 tỷ đồng, thưa quý vị, đó là nguồn vốn được điều chỉnh bổ sung đầu tư công trung hạn tỉnh Long An trong giai đoạn 2021-2025 so với kế hoạch ban đầu. Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh Long An với tổng số vốn trên 23.000 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách địa phương trên 18.000 tỷ đồng và vốn trung ương trên 5.000 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Long An thực hiện điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 lên trên 27.300 tỷ đồng, tức tăng thêm gần 19% so với kế hoạch, tương ứng 4.300 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng là do nguồn vốn bộ chi ngân sách địa phương và nguồn vốn nước ngoài, vốn ODA và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để có vốn bố trí cho các dự án, nhất là các công trình trọng điểm của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11, công trình mang tính chất liên kết dùng, các dự án cấp bách, bức xúc khác của tỉnh cần điều chỉnh mức dự phòng này. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh mức dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý là 6% để phù hợp tình hình thực tế địa phương. Riêng đối với nguồn vốn ngân sách cấp huyện quản lý sẽ cho hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định mức dự phòng. Thưa quý vị, từ khi nghị quyết 128 của chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ra đời đã tháo gỡ rất nhiều nút thắt trong hoạt động kinh tế xã hội, trong đó có việc sản xuất, tiêu thụ nông sản của nông dân. Từ khi thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ, việc đi lại, vận chuyển, mua bán hàng hóa đã được thông thương quán ăn, nhà hàng, nhiều địa phương hoạt động trở lại đã giúp cho việc tiêu thụ các mặt hàng quá nông sản được thuận lợi hơn. Theo đó, hiện tại, mặt hàng rau xanh đang sốt giá, nông dân địa phương thu được lợi nhuận khá. Qua khảo sát cho thấy, hầu hết các loại rau xanh đều tăng giá nhiều lần so với thời điểm thực hiện giãn cách xã hội trước đây, giao động từ 10 đến 30.000 đồng một ký tùy loại. Theo thống kê, mỗi năm, nông dân trong tỉnh duy trì hơn 3.300 hectare rau các loại, tập trung nhiều ở các quyện Cần Đức, Cần Chuột, Tân Hưng, Mộc Quá. Tại huyện Thủ Thừa, công ty cổ phần thực phẩm HG xã Mỹ Phú vừa đăng ký tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Long An. Được thành lập vào năm 2019 với công nghệ sấy hiện đại, công ty cổ phần thực phẩm HG chuyên sản xuất các loại trái cây sấy tròn tự nhiên, không dầu, không đường, xuất khẩu ra thị trường châu Âu như thanh long, xoài, chuối, mít, công suất 150 kg một ngày, nhằm góp phần phát triển sản phẩm, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị công ty đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Long An cho sản phẩm thanh long đỏ sấy giòn không dầu với mong muốn góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Hiện tại, công ty đã hoàn thành hồ sơ đánh giá xếp hạng sản phẩm để quyền tỉnh kiểm tra đánh giá công nhận. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tăng tần suất 3 đường bay trục và khai thác bình thường từ tháng 12 năm 2021. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng tần suất ba đường bay trục Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng và Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh lên tổng số không quá 19 chuyến khứ hồi trên một ngày trong tháng 11 năm 2021, tương đương 30% tổng tần suất giai đoạn tháng 4 năm 2021. Với các đường bay khác, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tăng tần suất lên chuyến trên ngày và khai thác bình thường từ tháng 12 năm 2021 ngày 15 tháng 11, tổng công ty đường sắt Việt Nam bắt đầu mở bán vé tàu Tết nhâm dần. Khách hàng có thể mua vé trực tiếp tại ga, các điểm bán vé mua trực tuyến hoặc qua tổng đài bán vé. Theo ghi nhận trong buổi sáng ngày 15 tháng 11 tại ga Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh rất vắng vẻ. Tính đến 10 giờ cùng ngày chỉ khoảng 1.541 vé tàu Tết nhâm dần được đặt mua, bao gồm cả trên mạng, nhà ga, đại lý. Trong đó, vé đi trước Tết 955 vé sau Tết 586 vé. Dự báo lượng khách mua vé tàu quả Tết năm 2022 sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Tàu quả vẫn là một phương tiện di chuyển không thể thay thế với nhiều người, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp. Nhằm đồng hành và chia sẻ khó khăn với các đại lý vé số và người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh, từ đầu tháng 11 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Long An đã trao 2.800 phần quà cho người bán vé số dạo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở các tỉnh thành phố khu vực miền Nam. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm như đường, sữa, dầu ăn, bột ngọt. Đối với các đại lý giá số tại Long An cũng được công ty trao một phần quà nhằm động viên đại lý cùng công ty vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Thời gian qua, tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty sổ số kiến thiết miền Nam nói chung cũng như sổ số Long An nói riêng bị ảnh hưởng rất nhiều do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các đại lý giá số Long An đã tạm ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến đời sống của người bán giá số dạo. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số Kiến Thiết Long An đã trích từng nguồn kinh phí kinh doanh hỗ trợ gần 13.000 người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 25 tỷ đồng. Thưa quý vị, để công nhân lao động tiếp tục gắn bó đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn khôi phục sản xuất hiện nay, thời gian qua, các ngành, các cấp quyền bến lức đã tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho lực lượng này. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đợt 4 đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức phối hợp với các xã thị trấn tổ chức tặng hơn 37.000 phần quà trị giá trên 18 tỷ đồng cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các khu nhà trọ khu vực Phong tỏa Cách Ly. Đồng thời, vận động gần 600 chủ cơ sở nhà trọ miễn giảm trên 6,4 tỷ đồng tiền thuê phòng để giảm bớt khó khăn cho người lao động. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức cũng đã triển khai thực hiện việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên thực hiện phương án ba tại chỗ phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức bàn giao 6 máy ấm công đoàn cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhà nó dột đồ cái ở áp đồ xả xé cho mình được cái nhà. Giờ em cũng thấy từ chỗ đó là mình được cái nhà hai mẹ con che mưa che nắng với đi làm nữa. Cái cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Và qua mùa dịch này sẽ ổn định nó sẽ tốt mình sẽ có được cái yên tâm mình đi làm để con ở nhà nó cũng đỡ hơn phần nào. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra, thì các cấp công đoàn trong quyền cũng đã tập trung mọi nguồn lực để chăm lo đời sống cho công nhân lao động, để giúp cho công nhân lao động an tâm vừa phòng chống dịch và vừa đảm bảo cuộc sống của mình tại địa phương cũng như trong các khu nhà trọ qua các gói hỗ trợ của Liên đoàn Lao động quyền, các gói quà hỗ trợ từ chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của Liên đoàn Động tỉnh, đặc biệt là cái gói 37.200 phần quà để giúp cho công nhân lao động vượt qua khó khăn. Đồng thời thì Liên đoàn Quyền cũng trích ra cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho công nhân lao động. Sự quan tâm chăm lo về mọi mặt mà quyền Bến Lức nói riêng và Long An nói chung là nguồn động viên to lớn để lực lượng công nhân lao động quay lại làm việc sau thời gian giãn cách xã hội. Đến nay, 50% các doanh nghiệp trên địa bàn quyền đã đi vào hoạt động, ổn định trong trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch Covid-19 mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố đang có trên 47.000 ca F0 được cách ly điều trị tại nhà. Theo ghi nhận chung, mô hình điều trị F0 tại nhà đang phát huy hiệu quả, giúp giảm tải cho các cơ sở điều trị Covid-19 trên địa bàn thành phố. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có hơn 47.000 trường hợp F0 được điều trị tại nhà trong tổng số hơn 64.000 bệnh nhân Covid-19 đang được cách ly điều trị, chăm sóc, chiếm tỷ lệ 73%. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, việc tổ chức chăm sóc và cung cấp thuốc điều trị cho các F0 theo phác đồ đã góp phần làm giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong. Tuy nhiên, trước tình hình số ca mắc mới đang gia tăng trở lại, ngành y tế đã lên kế hoạch tái lập các bệnh viện giả chiến, kích hoạt hệ thống trạm y tế lưu động, mở lại mạng lưới thay thuốc đồng hành để tư vấn hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Cái việc mà tăng cường uh, chăm sóc quản lý không tại nhà thì uh, Sở Y tế cũng đã có kế hoạch là uh, tăng cường trạm y tế lưu động cho các quận huyện thì uh, trong tuần qua đã khởi động tăng cường cho một số quận huyện và cái việc này vẫn đang tiếp tục tăng cường. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận có việc người đã được xác định là F0, người dân tự xét nghiệm và có kết quả dương tính nhưng không liên hệ được trạm y tế phường xã thị trấn để được tư vấn cấp phát túi thuốc điều trị Covid-19. Do đó, Sở Y tế đã yêu cầu tất cả các trường hợp F0 đang cách ly tại nhà và cơ sở cách ly trên địa bàn phải được cấp phát túi thuốc điều trị COVID-19 trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận. Tại tỉnh Tiền Giang, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, một trong những giải pháp mà tỉnh tập trung thực hiện là nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Đến ngày 15 tháng 11, tỉnh đã có trên 16.000 bệnh nhân khỏi bệnh, chiếm 78% tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh. Để đạt kết quả này, Tiền Giang đã tăng cường nhân lực y tế, kiện toàn các tầng điều trị, theo dõi sát sức khỏe của bệnh nhân mắc COVID-19, đặc biệt chú trọng phát huy hiệu quả ở tuyến điều trị tầng 1, giảm tải cho các tuyến trên, giảm được nguy cơ tử vong khi bệnh nặng phải chuyển tuyến. Năng lực 3 tầng điều trị ở Tiền Giang hiện có hơn 2.600 giường bệnh, trong đó riêng tầng 3 điều trị bệnh nhân nặng có 90 giường. Đến ngày 15 tháng 11, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 274 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 đến nay lên 20.780 ca. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) dự báo hóa đơn nhập khẩu lương thực toàn cầu sẽ tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức kỷ lục. Các yếu tố góp phần cho sự gia tăng này được cho là sự gián đoạn chuỗi cung ứng, giảm sản lượng thu hoạch và khủng hoảng năng lượng. Với nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp cuối năm, cơn bão giá thực phẩm đang khiến người tiêu dùng toàn cầu vô cùng lo lắng. Bộ Lao động Mỹ ngày 10 tháng 11 công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI cho thấy giá các loại hàng hóa nước này đã tăng 6,2% so với năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 1990 đến nay. Cơn bão giá không chỉ xuất hiện ở nước Mỹ, nền kinh tế hàng đầu thế giới mà nó đã lan ra trên phạm vi toàn thế giới. Giá lương thực đã tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ, gây thêm áp lực cho ngân sách của các hộ gia đình vốn đã rất căng thẳng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và hóa đơn năng lượng gia tăng. Năm nay, thời tiết xấu đã ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch nông sản trên khắp thế giới, chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao và tình trạng thiếu lao động đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thực phẩm từ trang trại đến siêu thị. Liên Hợp Quốc cho biết, chi phí vận chuyển và giá thực phẩm từ rau cho đến ngũ cốc tăng cao có thể khiến chi phí nhập khẩu lương thực tăng 14% lên 1,75 ngàn tỷ đô la Mỹ. Với tỷ lệ người dân được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 gia tăng trên toàn thế giới, nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN đã nới lỏng các chính sách cách ly đối với du khách quốc tế nhằm từng bước khôi phục ngành du lịch, vốn đang tổn thất nặng nề. Chính sách này đến nay đã thể hiện được những hiệu quả nhất định, góp phần cho khôi phục nền kinh tế. Hàng dài du khách xếp hàng chờ được nhập cảnh vào Thái Lan. Mặc dù mất thời gian chờ, thế nhưng ai cũng phấn khởi khi được đi du lịch mà không cần phải cách ly nếu có hộ chiếu vaccine. Du khách phấn khởi, ngành du lịch cũng vui mừng không kém. Du lịch Thái Lan đang đặt cược vào chính sách mới này để thu hút được 10 đến 15 triệu du khách vào năm 2022, giá doanh thu từ du lịch là hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Singapore cho biết nước này sẽ nới lỏng yêu cầu cách ly đối với người nhập cảnh đến từ 14 quốc gia, trong đó có 4 nước ASEAN gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Campuchia. Người nhập cảnh chỉ phải cách ly 7 ngày tại nơi cư trú. Đồng thời, trước khi nhập cảnh vào Singapore chỉ phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên ART thay vì PCR như trước kia. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, nhờ đại dịch Covid-19, ngành công nghệ thực phẩm hay còn gọi là food tech đã đạt được chỗ đứng ở Mỹ Latin. Bằng chứng là nhu cầu đối với dịch vụ giao hàng tạp hóa và đồ ăn trực tuyến đã tăng dọt tại khu vực này. Theo nghiên cứu toàn cảnh ngành công nghệ thực phẩm ở Mỹ Latin, thì Brazil, Chile, Colombia và Mexico là những cái tên dẫn đầu trong lĩnh vực này. Chỉ trong vòng 10 năm, ngành food đã tạo ra 29.000 việc làm trực tiếp và thu hút 1,7 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư mạo hiểm tại các quốc gia này. Thói quen mua hàng của người tiêu dùng thay đổi do đại dịch COVID-19. Trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, các hạng mục hậu cần và quản lý dữ liệu, bán hàng, vận chuyển và phân phối có tỷ lệ start-up mở rộng thành công cũng như đạt doanh số và tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất. Khoảng 12.000 nghệ sĩ nhạc cổ điển của Venezuela đã tề tự tại sân học viện quân sự Venezuela cùng chơi bản giao hưởng hành khúc Slaver của nhà soạn nhạc lường danh Tchaikovsky, với quyết tâm ghi danh trong sách kỷ lục thế giới Guinness. Hoàng hôn ở thủ đô Caracas của Venezuela trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết trong những âm thanh của bản giao hưởng nổi tiếng từ nhà soạn nhạc thiên tài Nga. 12.000 nghệ sĩ trong những bộ trang phục màu trắng đã cùng nhau hòa tấu thành công dưới sự chỉ huy của nhà trưởng trẻ Andres David Ascanio Abre, cháu của nghệ sĩ dương cầm Jose Antonia Abre, người sáng lập dàn nhạc trẻ quốc gia En Sistema. Để đảm bảo mỗi nghệ sĩ tham gia đều tuân thủ các quy định đối với việc thiết lập kỷ lục thế giới mới, như không dùng chuông nhạc cụ và chơi ít nhất 5 phút trong bản nhạc, Khoảng 260 kiểm toán viên thuộc công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán KPMG đã tham gia giám sát. Theo kế hoạch, trong vòng 10 ngày tới, Guinness sẽ công bố chính thức liệu dàn nhạc của Venezuela có vượt qua một dàn nhạc của Nga hồi năm 2019, gồm 8.097 nghệ sĩ, để được ghi danh là dàn nhạc lớn nhất thế giới hay không. Rạng sáng ngày 19 tháng 11 tới đây, hiện tượng nguyệt thực một phần dài nhất trong thế kỷ sẽ diễn ra. Theo NASA, sự kiện nguyệt thực một phần của mặt trăng Microbeaver sẽ diễn ra trong tổng thời gian khoảng 3 tiếng 28 phút. Nguyệt thực xảy ra khi trái đất nằm trên đường nối liền mặt trời và mặt trăng, khiến bóng của hành tinh chúng ta che khuất nó và làm mặt trăng xuất hiện một màu đỏ sẫm. Sự kiện lần này có thể được chứng kiến từ Bắc Mỹ, Alaska, Tây Âu, Đông Úc, New Zealand và Nhật Bản. Mặc dù giai đoạn đầu có nguyệt thực xảy ra trước khi mặt trăng mọc ở Đông Á, Úc và New Zealand, những địa điểm này vẫn có thể nhìn thấy nguyệt thực khi nó đạt cực đại. Đây chắc chắn sẽ là sự kiện được giới yêu thiên văn học chờ đón.